Rồi thả nó vô, thả nó vô đó, khi nào mà nó nhiều con thì mới đổ nó ra. Đổ ra đâu, nó đâu đó đó nè, nó được mấy con rồi? 4-5 con vậy rồi. Cho nó đi đi. Bữa hồi gấp muốn chị bỏ nhà. Rồi cho nó trở về với lại môi trường của nó đi. Dù sao mấy con nhái này là những con thiên địch thôi cô bác anh chị. Nó là những cái con ăn sâu bọ, ăn những cái con trùng. Côn trùng á, nên nó là một cái con vật có lợi, nó là thiên địch. Mà dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì bây giờ là hơn 7 giờ. Và Bùi Hồ hiện nay có mặt trên một cái cánh đồng gãy của người dân địa phương. Và nơi mà Bùi Hồ đang đứng là thuộc huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Sở dĩ ngày hôm nay Bùi Hồ sẽ thực hiện một cái thước phim vào ban đêm như thế này, vì là một ngày trải nghiệm của Bùi Hồ cùng với lại chị Trinh, vợ của anh Nam. Với công việc hàng ngày của chị Trinh đó là sẽ đi bắt nhái để nuôi các con của mình cũng như là chồng của mình. Đồng hành với Bùi Hồ thì có chị Trinh là người bắt nhái, cái công việc hàng ngày của chị. Hôm nay Bùi Hồ muốn cùng với chị để ghi hình cái thước phim này cho cô bác anh chị biết. Và đây là cái đèn đội đầu, nó sẽ đổi như thế này đây nha. Đây là cái đèn đội đầu, mình sẽ đội lên nó như thế này, mình sẽ đội nó để gọi bắt cái con nhái đó, cô bác anh chị. Đây là cái công việc mưu sinh của chị hàng ngày. Chị chia sẻ là trăng sáng lên bắt không được, ngày hôm nay thì trăng chưa lên thì chị sẽ đi bắt. Mời cô bác anh chị trải nghiệm với Bùi Hồ ha. Đầu đi thôi. Cô bác anh chị thấy hình ảnh của chị Trinh không? Cái dụng cụ mà để mà mưu sinh của chị nó đơn giản lắm. Nó chỉ là một cái cây chụp được làm bằng trúc, với lại ở đằng trước là được đan bởi những cái lưới. Với lại một cái này nó cũng tự chế thôi. Với lại một cái đôi ủng, và bên cạnh đó là những cái bao. Để chị bắt xong chị sẽ bỏ con nhái vô ha chị ha. Chị Trinh, con nhái là mình bắt là nó cũng khó bắt. Có trăng là bắt không được hả chị ha? Trăng bắt không có được. Mấy ngày nay thì sức khỏe của anh sao rồi? Vừa bắt vừa đi vừa nói đi chị. Sức khỏe của anh nó yếu lắm rồi. Bác sĩ nói thời kỳ cuối rồi. Hẻm cưng cho 2 triệu đó, đâu có đủ, 2,5 triệu đâu có đủ đâu. Ngày mai này lại đi nữa hả chị? Ngày mai đi nữa, đúng tuần đi. Đúng một tuần lễ đi một lần vậy đó. Thằng đi lấy thuốc. Ôi sao chị thấy nó hay rồi. Dơ nó chưa vô. Nó vô chưa? Chưa. Đâu? Chạy à. Chạy hả? Chị gầu quá hới rồi. Giờ không biết làm sao. Rồi bắt nhái này là sáng chị phải làm luôn hả? Chị làm luôn á cưng. Chứ ai đâu làm. Ảnh bệnh rồi, ảnh giờ ảnh buồn gầu. Ảnh giờ ảnh nào mà hết nổi rồi. Ảnh chỗ nào ảnh cũng ngồi đâu thì khóc đó. Nằm cũng khóc mà ngồi cũng khóc. Chị cố gắng an ủi anh ha. Bây giờ chị giờ cũng an ủi kêu ảnh thì mà vô tư đi, mà ảnh cũng vô tư hết nổi rồi. Cô bác anh chị thấy có hai cái ánh đèn ngoài trước không? Một là của Bùi Hồ, hai là của chị Trinh đó. Bắt thường đến khoảng 12 giờ đằng hai chị Trinh. 12 giờ. Chắc bên ai lên sớm đó cưng ơi, tại vì có trăng mà. Nhái nó nhát quá không? Có nghĩa là chị Trinh nói là con nhái nó có trăng nó sáng nó sẽ lủi vô cái bụi lùm cây á, nó không có đi ra ngoài để nó kiếm ăn, nên có thể là chị sẽ lên sớm. Sáng anh đi ấy rồi, anh đi lấy thuốc rồi, chị phải lên sớm sẵn đồ cho ảnh luôn kia. Ảnh giờ ảnh ngồi đâu, ảnh buồn ảnh khóc hoài. Chị giờ chị hết biết rồi.
Đất nó khô bắt không có có cơ à. Đất có nước nước mới được đúng không? Ừ. Khô. À, để kiếm con nhái nó cũng khó hơn. Khó, đâu có dễ đâu. Cái trường bắp không á. Dạ, ở dưới này là người ta sẽ trồng bắp á cô bác chị. Bùi Hồ quay gõ lại tí xíu hơn. Nên thành nữ là đi thì Bùi Hồ với lại chị á cũng đi chậm chậm có thể để mà không có bị dẫm lên đạp lên mấy cái cây bắp á. Mỗi khi mà người hôm nay là cuối tuần nữa, mỗi khi mà ánh đèn lên á thì mọi người quây quần bên gia đình, thì đối với chị Trinh á, chị phải làm lũi vô cái cánh đồng như thế này nè để chị tìm cái mưu sinh cho mình, bắt những cái con nhái. Nghe nói chị cóc chị cũng bắt luôn. Cóc cũng bắt luôn. Mà ở đây ít có cóc lắm. Có cóc. Dạ. Yeah. Đi đàng hoàng ngang để hơi ấy đó. Cậy không á. Sụp đổ hang. Ồ, đi cũng xa chứ hả? Nước không à. Ê, đi nãy giờ lâu lắm rồi. Ở đây không có nhái đâu. Mà không có con nhái nào chứ. Mới bắt được có một con à. Mới có con nhái thì phải lủi vô với cái bụi như thế này. Cẩn thận đi kia. Đi cái này mà không cẩn thận đấy thì cũng dễ lọt xuống những cái hố như thế này lắm. Ảnh giờ mai chủ thức hút thầy vậy á. Trời ơi, sao em không thấy con nào hết vậy chị Trinh? Không thấy con nào hết á. Tại vì không có mưa mà bắt cũng không có nữa. Đất nó dài bắt không có. Ấy cái con gì nó kêu ấy? Con ve. Ve hả? Ve sầu. Thường ai đi xa mà nhớ nhà đó. Là nghe tiếng ve sầu là nhớ nhà, nhớ quê hương. Nhưng mà làm sao mà nhìn thấy con nhái nó nhảy hay ghê ha. Vừa hồ thì thua rồi, không biết được. Không thấy nó. Bắt nhái này con mắt mình cũng phải sáng. Mình cũng phải quen mới được. Vì không quen thì mình không thấy được con nhái nó nhảy đâu. Cũng gán chứ làm sao vậy? Không có, cũng phải bắt tới sáng luôn á. Trời, em lỗi với chị mà tới khoảng mấy tiếng trời chắc đôi chân của em nó gã gờ. Chút nữa nhớ nhà, nhớ đừng lên không? Không biết luôn. Không biết đừng lên thì chút nữa chị chỉ cho đừng lên. Khi mà Bùi Hồ thực hiện thước phim như thế này, không phải là dựng lên mà đây là cái công việc của chị Trinh hàng ngày. Và khi mà Bùi Hồ thực hiện một đoạn video á, nó khoảng 30 phút gì thôi, để cho cô bác của chị sẽ biết được cái cuộc sống của chị và ở Trinh cũng như là ở thời điểm hiện tại ha. Mà vẫn chưa có chị Trinh lội lối. Yeah, đất này đất xanh. Ôi sao em thấy cái sự tìm kiếm tiền nó khó như vậy ta? Khó chứ. Dạ. Đâu phải dễ ăn đâu. Cái gì hả chị? Con nhái. Đâu? Đâu? Rồi nó đi rồi. Nó nhỏ quá thì bỏ nó đi. Con nào nhỏ quá chị cũng bỏ, chị đâu có bắt. Dạ. Cái con bù hông hay con gì nó bu quá trời mình. Con bù hông á. Giờ chị cũng hết ham bắt luôn rồi. Tại nghe chứng bệnh của ảnh vậy đó, không còn tâm trí nào đâu mà để mà bắt. Buồn gầu quá hết rồi.
Hôm ngày con của chị nó chở chị đi chích thuốc đó. Mấy ngày qua thì chị Trinh nói chị cũng lên máu, nữ là chích thuốc. Con của chị nó chở chị đi. Bắt tay luôn hả chị? Tay. Dạ, đâu đâu đâu, cho em xem với. Con bự nè. Con nhái này là kêu con nhái gì? Đâu nhái đâu đâu. Cơm. Nhái cơm hả? Nhái nó có phân biệt nhiều con lắm mà đúng không? Nhái bầu nữa đúng không? Đúng rồi. Nhái cơm. Được mấy con rồi? Mới 2 con à. Mới 2 con à. Bao nhiêu con này mới được 1 ký? Nhiều lắm. 100 con không chị? Cả đó đó. Hơn, có hơn nữa. Con chị á, nó mặn bữa nay nó bị khói quá cuộc sống nữa rồi. Bệnh nữa. Đủ thứ hết. Có không? Đó, nhà nó nhảy đi đâu nữa à? Nhảy đi nữa hả? Chút trong nè nè, nó đó. Kìa nè nè nè, đúng không? Nó nè. Ê, ngay cái ánh đèn này nè, cô anh chị. Ồ. Ơi sao nó nằm im? Ấy ơi. Giờ đâu rồi? Rồi, mất tiêu. Nó nhảy đâu tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Nó hay lắm. Rồi 8 giờ đó. Bây giờ là 8 giờ rồi. Con nhái nó nhảy đi mất tiêu nữa rồi. Mà Bùi Hồ thì kiểu dạng như là không có, sao ta? Em à, là không có sát cá đó nha chị. Có nghĩa là em không có đi câu với người ta là người ta không có dính cá. Mà chị có tin cái chuyện đó không? Tin nhá. Em là em đi theo người ta là người ta bắt được ít lắm. Trời ơi, con ngự thì sát chị, xới lên nó đi đau chân ghê luôn á. Con ngự thì sát cá, con ngự thì không có sát cá. Dạ. Yeah. Con ngự thì sát cá, con ngự thì. Ôi chị lượm nó luôn hả? Ở dưới chụp không được. À, cho em xem với. Đây. À. Bự mà. À, chưa để em coi em coi. Trời ơi, con nhái gì đó nó to vậy? Đất sớ thì bắt nó có, nhưng mà đất này sớ nó cũ rồi nè. Nó hơi khô. Hôm nay chắc chị bắt khoảng 12 giờ là chị về đúng không? Ừ. Đúng rồi. Chị về chị lo cho ảnh, nặng ảnh ngày mai ảnh còn đi khám bệnh nữa cưng. Ơi, Bùi Hồ gọi cho cô bác của chị thấy ngoài này. Đây là ngoài trời. Ơi, dính nó nữa kìa. Đây. Chưa. Ồ, rồi, thả nó vô. Thả nó vô đó. Khi nào mà nó nhiều con thì mới đổ nó ra. Đổ nha. Đâu, nó đâu? Đó, đó. À. Đâu, nó được mấy con rồi? 4-5 con vậy rồi. Ok. Ở trong đây, cái bị đây. À, kiếm một tiền khó quá. Nhái này đâu có bắt được đâu. Dạ. Nhái này đâu có bắt được. Chị nói gì? Chị nhái này nè, nó không có bắt được. Sao vậy? Xanh. Ơi. Nhái xanh. Có một con nhái đằng kia nhái chị xanh, thấy nhái nè. Nhái xanh, nhái xanh. Chị nói là con nhái xanh. Nó có những cái công việc mà. Ngày mai đi thì cũng đi ra ngoài thì ảnh đi ra ngoài lấy thuốc rồi về. Chứ bác sĩ, giờ bác sĩ chưa cho mổ nữa. Dạ. Thưa với cô bác anh chị là có những cái công việc là mình không có nghĩ đó là một cái công việc đúng không? Tại vì trước đây thì mình nghĩ là người ta chỉ bắt cá hoặc là bắt ếch gì thôi. Nhưng bây giờ thì có một cái công việc nữa là bắt nhái. Bắt nhái. Ai, bỏ nó vô. Bây giờ dính nhiều rồi đó đúng không? Đúng rồi. Đặc sắc. Chị phải lội vô cái vùng đất này nè. Thì có thể là đất khi người ta xới lên á thì các con nhái nó sẽ đi ăn các con côn trùng khác, ví dụ như con sâu hay con gì ấy, con cào cào á, thì con nhái nó sẽ đi ăn.
Và vì cái việc đó mà chị mới biết đi bắt. Và con nhái băng, khi mà nó trăng lên đó thì con nhái nó sẽ lẫn trốn ở trong những cái bụi cây gặm cỏ. Anh chị cũng biết nó rất là khó bắt. Anh chị nói là trăng lên là bắt không có được. Và thêm một điều nữa là khi mà trăng lên bắt không được vì trăng lên là ngày gần thôi. Mà thường là người ta ăn tương. Mà ăn tương chị có bắt không? Không. Ngày ăn tương chị không bắt hả? Không. Ăn tương người ta cho gạo đó, người ta kêu chị đi lấy đó, rồi chị đi lấy đó. Ngày chị qua tao cho có thể nghỉ mệt đi xíu được không? Sao mệt quá vậy? Ngày qua tao cho được 30 kg. Ta kêu xuống dưới lấy người ta cho. Rồi cái gì kia chỉ đi Mỹ vậy đó, chỉ nói căn bệnh vậy đó. Căn bệnh quá ác của ảnh vậy đó. Rồi ta cũng cho. Chỉ cho người Việt cũng ơi, chỉ cho con gì ấy? Chị, con gì ấy? Con cóc. Chỉ cho chị được 200 ngàn. Ơi. Chị có bắt nó không? Thôi khỏi bắt đi chừng ơi. Bỏ nó đi. Này còn ếch hay còn cóc nữa nè. Còn cóc. Đâu? Đây nè. Còn cóc thôi đi. Đâu? Cóc nè. Nè. Đâu? Nè nè nè. Đó đó. Thấy em không thấy nó được. Đây nè. Đó. Thấy không? Ờ, em thấy rồi. Mà nó nằm im gu à. Cái chị đó, chị thấy chị tư nghiệp đó. Ây da. Thấy vậy chị móc tiền ra chị cho chị 200 ngàn. Thấy gì về có mua gì mua đi. Tư nghiệp chị. Một đêm như thế này là chị sẽ được bao nhiêu tiền? Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà thường là nhiều nhất là khoảng bao nhiêu? Tại bữa nay nhìn thấy chắc ít quá. Này con cóc chứ không phải nhái. Cái cóc nó nhiều quá. Nhưng mà bình thường á là con cóc đây nữa nè cô bác anh chị. Bự quá thôi. Bình thường thì bắt chừng vài trăm gram mà. Tại vì bắt bữa nay tại vì trăng lên nó bắt không có chứ. À, chị ơi, mình lại cái đường nào mà nó không có đất cài như thế này được không? Mà chị nó không có đường, không có đất cài thì nó không có nhái đúng không? Không có nhái. Chị qua bên kia ngồi đi, em nói chị đi tí xíu. Không, em bên đây phải không? Đây. Bên đây chị bắt con nhái rồi nè. Đi lội mệt hả vậy? Dạ. Đi lội mệt hả? Em lội không quen. Đâu. Ôi, sao nó lũi đó mà chị ai, vẫn thấy nó hay. Lội không quen là đuối đó nha. Nhưng mà tối nay về chắc ngủ ngon mà. Hay thế mình đi tập thể dục đi. Ừ. Mà tập thể dục gì cực chứ vậy? Người ta tập thể dục ở trong phòng gym, mình tập thể dục ở ngoài đồng. Lội bộ gì thôi coi như massage lòng bàn chân. Đó đây nè, ngồi đây nè. Dạ. Dạ, cô bác anh chị ơi. Cái chân bùi hồ phải mang một. Không có, mà cái chân là phải cái chân không vậy nè. Ây, sức mồ hôi hết rồi chị. Bây giờ chị muốn bắt nó đến mấy giờ? Chị không biết nữa, chừng nào cảm thấy mệt thì lên. Nhưng mà thường là chị bắt đến mấy giờ? Bữa nay chắc bắt tới 12 giờ mới lên. 12 giờ hả? Ừ. Bao nhiêu tiền? Chị không biết nữa, tại vì bữa nay nhìn thấy nó ít. Ừ. Mà thường bắt đến 12 giờ không biết nhiêu tiền hả? Không. Nhưng mà thường ngày những thường ngày trước á, mấy ngày trước á, thì bắt nó nhiều lắm nha. Ừ. Ký mấy á. Ừ, coi anh đi cái nó bị ế. Không biết nè. Hả? Làm như coi em đi làm như xui với gì á. Sao đổi thừa em vậy? Hay là con nhái nó sợ? À, không cưng. Tại vì mưa nè, không có mưa một ấy nữa. Rồi chứ cha có trăng rồi nó nhát. Có trăng nó nhát lắm. Rồi bắt không có nữa. Bây giờ chị bắt rồi, muốn hết nổi rồi cưng ơi. Gặp cái chị năm nay là bao nhiêu rồi chị Trinh? Chị 49 rồi, chị lớn hơn ảnh tuổi. Giờ chị mặn hết nổi rồi, nghe ảnh chính bệnh vậy kìa, chị mặn không nổi nữa. Mặn đến nỗi mà giờ
muốn té đi đâu té, muốn muốn xỉu đâu xỉu. Chị giờ hết biết rồi, nghe tá quả tâm tin hết trơn à. Bệnh của ảnh vậy đó, ảnh muốn ngã giờ nào ngã. Giờ chị gầu hai đứa nhỏ giờ không biết làm sao. Cha nó vậy đó, nó chừng nữa chắc nó bù coi cha. Thì bác sĩ nói thì giai đoạn cuối rồi còn gì nữa, ở trọng không còn cái gì chứ. Bác sĩ nói giờ mổ cũng chết mà không mổ cũng chết, à là không mổ đây cho ảnh bớt đau đớn, mổ là đau dữ lắm, ăn không được nữa. Không biết sao vậy, chị cũng đành bó tay thôi chứ giờ sao vậy. Thì ai chỉ gì uống nấy đi, mai chủ thức thầy lỡ hết làm sao, lỡ nó sống bền vững với mấy đứa con ảnh làm sao. Em hỏi chị lại lần nữa ha, thì mấy ngày trước là chị mấy lần trước á, chị đi bắt nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Chị mấy lần trước thì chị bắt có khi cóc chứ nhái không là chị bán được khoảng 5-60. Có khi 40-50. Có khi 100 mấy cũng không chừng. Đều là bắt hổm thì chị bắt bữa đó là đi chứ cưng là chị bắt được là hơn nửa ký. Là 650 gram. Đi lên bằng sạch luôn đó nghe, là 650 gram. Bắt với ốc Đồng Tháp hả? Là được mấy chục ngàn. 650 gram thì 65 ngàn. 65 ngàn. Còn cốc riêng nữa. Cốc thì chị không có nói tới cốc nữa. Cốc thì đâu được ký mấy gì đó, người ta dặn thì chị giao cho người ta luôn. Người ta đang người ta làm thuốc á. Bây giờ mấy con nhái đó là bán được nhiêu tiền? Chị không biết nữa. Mấy con nhái chị này nè. Thì đâu có nhiêu tiền đâu. Chưa được 100 gram nữa, 100 gram thì có 100 gram thì có 10 ngàn, 100 ngàn ký, 100 gram có 10 ngàn à. Mà giờ chưa được 100 gram nữa. Cô bác đó, quý anh chị biết không, là loại vất vả lắm. Có thể là khi mà đất khô thì như thế này, mưa thì nó sẽ còn vất vả hơn. Hoặc đặc biệt là tối mưa nó mưa kiểu là mưa 15 gram á. 15 gram. Thì vừa ước mình lại đi lội ở những cái đất như thế này nữa, thì cái chân của mình nó nói chung là rồi thức đêm thức khuya nữa mà để kiếm hơn 100 ngàn là một điều gì đó đối với chị. Nó đêm đó là trúng bánh rồi. Còn mà nếu như mà không có mưa thì chị bắt nó sẽ ít hơn, và thậm chí là chưa được đến 100.000 đồng để mà xoay sở cuộc sống hàng ngày. Thôi thì ngày hôm nay là chị cũng phải bắt rồi, chị phải đi về. Đúng không? Đúng. 12 giờ chị cũng phải đi về. Thôi bây giờ không bắt nữa được không? Coi như là em mua công của chị một đêm đi, 100 ngàn, em đưa chị 200 ngàn được không? Khỏi bắt nữa, thả mấy nhái được không? Chị cũng cảm ơn em nha. Em gửi chị trước phần này, còn một phần ủng hộ thì em sẽ sau khi chị lên Sài Gòn về thì em sẽ ở đây sẽ gặp anh với chị lần nữa. Cũng có một mạnh thường quân ủng hộ cho anh và chị, đó là chị Annie Úc. Nhưng mà tối nay thì em mới hẹn chị ngày hôm nay thì em sẽ quay trở lại nữa ha. Đây là cái số tiền của một đêm thôi, chị nói 100 ngàn đúng không? Còn đây là cái số tiền một đêm của chị nè. Rồi chị cảm ơn em. Không đi bắt nữa. Cảm ơn. Để lo cái sức khỏe ngày mai đi. Dạ cảm ơn, cũng chị cũng cảm ơn mạnh thường cái quân. Phần này là em mua đó nha, mua mấy con nhái lại thả nó. Mà chị thả nó được không? Được. Chị thả nó thì chị tiếc không? Đâu có tiếc đâu em. Thả nó rồi. Thôi thả cho nó đi đi. Vừa hồi gấp muốn chị bỏ nhà. Rồi cho nó trở về với lại môi trường của nó đi. Dù sao mấy con nhái này là những con thiên địch thôi cô bác anh chị. Đó là những cái con ăn sâu bọ, ăn những cái con trùng con trùng á.
nó nói là một cái con vật có lợi, nó là thiên địch. Mà để làm một cái, để làm món ăn đó, thì con nhái nó rất là nhỏ mà phải làm rất là nhiều con thì mới được món ăn. Còn bây giờ chị em đi về hay sao? Đi về. Không bắt nữa. Ngày mai lo cho anh trước. Rồi cho ảnh tiếp đi. À, ngày mai thì có tiền đi không? Ngày mai thì chị không có đi, ảnh đi một mình ảnh. À, vậy ngày mai em có thể là em sẽ, anh đi sáng đi chiều về mà đúng không? Ảnh đi sáng ngày mai ảnh đi, ảnh ở phòng trọ của em ảnh một đêm. Ừ. Rồi sáng thứ hai ảnh mới lên trên trên nhà thương đó, ảnh mới khám bệnh rồi ảnh mới lấy thuốc đi về. Cô báo quý chị thấy qua màn hình thấy con trắng trắng nó bay không? Đó là con bùa không á. Nó cắn luôn, ngứa lắm. Hình như là em nhớ là có một con nhái chị bỏ vô cái túi nữa đúng không? Không có. Không có bỏ con nào đó nữa. Không có con nào á. À. Cái bồng không ngơ mà. Nè, bỏ chứ có bỏ. Không, bỏ lúc nãy này. Mình có bỏ con nào không á? Không mà. Dạ. Không, có con em nào. Em sợ chị nữa, chị quên cái nó bị nhỏ. Đây. Đây. Cái bồng lưới này. Thêm cái bồng nữa. Thêm cái bồng đựng lưới nữa. Ấy, cái đó là để đựng nhiều nhái mình bỏ vô đúng không? Đúng rồi. Không có con nào hết. Tại vì em sợ chị quên đó. Dễ vậy có, nãy giờ em thấy chị bỏ vô trong đây hết rồi. Thả được 5 con nhái nó chạy đi mất tiêu hết trơn rồi. Thôi chị chạy. Nhưng mà thật ra là Bùi Hồ không phải là kiểu là đây là công việc của chị. Thì Bùi Hồ mua lại, Bùi Hồ không có ăn con nhái nên thành nữ là thôi thì chị thả cho nó đi. Thả buồn không? Buồn cái gì em? Thôi bây giờ thì vô ha. Ở nhà nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Em coi như là chị cũng cảm ơn em, cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân nữa. Dạ, coi như là mua lại một đêm cho chị về nhà ở bên cạnh an ủi anh. Để thôi anh sẽ buồn. Vì chị đi rồi anh ở nhà cũng lủi thủi có một mình là cô bác anh chị. Thì một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các quý anh chị, cảm quý ơn, Mạnh Thường Quân. Chị cũng cảm ơn các bà, các chú, anh chị em ngoài nước và trong nước. Dạ. Thôi bây giờ con cái con mùa hồng nó thấy ánh đèn nó bu quá trời luôn rồi. Nên thành nữ thôi, chị em mình sẽ đi về ha. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau.